kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay, ngày thứ hai đầu tuần mới, người dân các tỉnh Bắc Bộ vẫn tiếp tục phải đối mặt với cái nắng nóng oi ả diễn ra trên diện rộng. Do chịu tác động chính bởi vùng thấp nóng phía Tây phát triển mạnh nên ở khu vực Bắc Bộ xuất hiện nắng từ sớm. Càng về trưa thì cường độ nắng càng gia tăng, nhiệt độ theo đó cũng trên đà tăng cao. Ngoại trừ khu vực vùng núi phía Tây như Lai Châu, Điện Biên và Sơn La, trời dịu hơn một chút nhờ có những cơn mưa rào về đêm và sáng sớm nên nhiệt độ cao nhất ngày ở mức là 30 cho tới 32 độ. Còn lại các nơi khác đều chung tình trạng nắng nóng bao trùm. Vùng tâm nóng sẽ tập trung ở khu vực Hòa Bình và kéo dài sang các tỉnh Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ như là Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình với nhiệt độ cao nhất sẽ là khoảng 37 cho tới 39 độ. Riêng vùng tiếp giáp biển như là Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định sẽ dao động xung quanh ngưỡng 35 đến 36 độ. Nắng nóng cũng là thời tiết chủ đạo tại miền Trung trong ngày hôm nay cũng như vài ngày tới. Ngoài tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây thì hiệu ứng gió phơn cũng là một nguyên nhân khiến cho nắng nóng tại đây thêm phần gay gắt. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến dao động trong khoảng từ 36 đến 38 độ. Cá biệt tại Tĩnh Gia, Con Cuông, Quỳ Hợp, Tương Dương, Hương Sơn, Tuyên Hóa, Đông Hà, Nam Đông, Ba Tơ và ở Sơn Hòa là nơi chịu tác động trực tiếp của nguồn nhiệt lượng cao nên mức nhiệt còn tăng lên trên 38 độ. Dự báo đợt nắng nóng này sẽ vẫn còn kéo dài trong nhiều ngày tới ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Do vậy, người dân khu vực cần phải cảnh giác cao với khả năng xảy ra cháy nổ, cháy rừng và lưu ý hạn chế lưu thông và làm việc lâu ở ngoài trời. Riêng các tỉnh phía Nam Trung Bộ như Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, cường độ nắng bớt gay gắt hơn nên nền nhiệt độ sẽ ở mức từ 34 đến 37 độ. Lui xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày hôm nay đới gió Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh nên thời tiết nắng chỉ xuất hiện gián đoạn vào ban ngày. Mưa dông sẽ tăng lên nhiều nơi nhưng vẫn tập trung chính vào khoảng thời gian là chiều tối và đêm. Mặc dù lượng không quá lớn nhưng người dân cũng cần lưu ý tiềm ẩn trong cơn dông là những hiện tượng thời tiết cực đoan như là lốc sét, gió giật mạnh hết sức nguy hiểm. Do mưa tăng lên nên nhiệt độ cao nhất trưa chiều tại khu vực vùng cao Tây Nguyên sẽ giảm nhẹ, phổ biến trong khoảng là 25 cho tới 29 độ, còn tại Nam Bộ là từ 30 cho tới 34 độ. Trên biển chịu tác động của vùng thấp nóng phía Tây nên ở khu vực Vịnh Bắc Bộ gió có hướng Nam cho tới Đông Nam, phổ biến ở mức cấp 5, có lúc lên tới cấp 6, vì thế sóng biển sẽ cao trên 2 mét và khiến cho biển động. Trong khi đó, ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió sẽ chuyển sang hướng Nam với cường độ mạnh ở mức cấp 4, cấp 5. Thời tiết tốt, thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân. Trong khi đó, ở các vùng biển phía Nam là khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Tây Nam hoạt động ở mức cấp 4, cấp 5. Riêng khu vực biển từ Bình Thuận xuống tới Cà Mau, về ban đêm sẽ có gió mạnh lên mức cấp 6, khiến cho sóng biển dâng cao và có biển động. Ngoài ra thì mưa dông vẫn liên tục xảy ra về chiều và tối nên tầm nhìn xa cũng sẽ bị giảm thấp xuống dưới 10 km, kèm theo nguy cơ về các hiện tượng cực đoan như là lốc xoáy, gió giật mạnh, các tàu thuyền chú ý khi lưu thông trên vùng biển này. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Chúc quý vị có một tuần mới nhiều năng lượng và làm việc hiệu quả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.